Chào các bạn thân mến. Hôm nay mình về quê, trời nóng oi bức quá. Mình nấu một nồi nước mát để uống giải nhiệt trong mùa khô hạn này nha các bạn. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi cái nồi nước mát của mình nè. Đây, giờ mình nấu nồi thứ nhất nha. Đó là mía lau nè, lá dứa nè, rau chay nè, rồi cỏ dồi. Đó, bây giờ về quê là thích lắm. Thích cái vụ mà nấu củi nè. Trời ơi, các bạn coi nè. Gió nó thổi nấu ha, ở ngoài sân vậy đó. Mát mẻ. Gió nó thổi hả, củi rồi nè, nó cháy. Quá trời cháy luôn rồi. Chứ không thích nấu trong nhà. Trời ơi, sẵn lâu lâu có dịp về quê là bắt đầu là kiếm củi, lấy cò gàng ông táo ra để nấu ngoài sân vậy đó. Nấu bếp củi chơi vậy hả. Gió mát nè. Chứ giờ này mà vô trong bếp mà nấu hả, nó nóng dữ lắm các bạn ơi. Đây, đây là cái nồi nước mát của mình nha. Và sau đây mình sẽ giới thiệu là mình đi tìm nguyên liệu và xử lý nguyên liệu như thế nào nhé. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Hứa hẹn với các bạn là một nồi nước mát này sẽ giúp cho nhà mình giải nhiệt trong 2 ngày ở quê. Mình nấu xong rồi mình sẽ để vào trong tủ lạnh, mình uống 2 ngày luôn. Rồi. Và bây giờ mời các bạn theo chân mình để trước mặt là cúc tần nè các bạn, hay người ta gọi là cây từ bi đó. Cái cây này ha, quý lắm nè. Các bạn đâm ra rồi hoặc là nấu nước uống, hoặc đâm ra lấy nước pha với, có nhiều bài thuốc lắm. Có người thì pha với tí bia uống là coi như là sỏi cỡ nào cũng tiểu ra hết á. Đây là cây cúc tần nha. Đó. Chùm ruột nè. Đủ thứ là rau, nhưng mà là những cái thảo dược quý không đó. Rồi, bây giờ mời các bạn theo chân mình để ra sau hè. Sau hè vườn nè. Ơi. Đây, đây là một kho thảo dược luôn nha. Một khu vườn thảo dược luôn. Đây là mông ngọt. Và đây là rau chay nè. Trời ơi, cái này là vườn không các bạn, khỏi có sợ mà phân thuốc gì chứ. Ở đây không có ai mà xịt phân thuốc hết trơn nên khỏi có lo. Rau chay nè các bạn, bứt rau chay. Rồi mông ngọt kìa. Bứt rau chay vô nấu mát dữ lắm. Rau mà thiên nhiên vậy khỏi sợ, chứ nếu mà nhiều khi rau mà nó xung quanh ở dưới chân cái vườn quýt đó ha, hoặc vườn xoài, thì các bạn sợ người ta xịt thuốc dưỡng, thuốc sâu cho xoài, cho quýt đó, nó gớt xuống dưới cái rau đó, thì nói chung là cũng hên xui. Còn này, rau này là ở đây không có ai mà xịt phân, xịt thuốc vậy chứ. Đó, một đám rau chay thấy vậy đó, mà giúp cho sức khỏe của mình tốt lắm nha. Uống nó mát vô cùng. Rồi đây, mông ngọt với một đám lá dứa. Lá dứa này cũng vậy nữa, lý nhí không, các bạn yên tâm đi. Không có tưới phân thua suốt sâu gì chứ. Nên là các bạn thấy nè, cây nó nhỏ xíu, nó không có bự nổi luôn đó. Lá nhỏ xíu. Đó, lá dứa này ha, là hai loại rồi. Và xen lẫn trong đám lá dứa nhà vườn á, là các bạn thấy là cỏ dồi. Trời ơi, coi nó tốt coi nè. Lá cỏ dồi. Đây. Mát biết chừng nào. Cỏ dồi á, có một cái các bạn biết không, nó như sâm, nấu ra cái màu nó đẹp như là mình nấu sâm mà mình mua ở trong tiệm thuốc bắc mà nấu vậy đó. Cái màu nó không thua gì sâm các bạn, mà nó mát cũng không thua gì sâm đó. Mùa nắng là các bạn nên đi tìm ra vườn ha. Đây rau chay, đây xen có cỏ dồi nè. Nó thường hay mọc ở dưới bến sông hoặc cái bờ miên mương đó. Ôi, bởi thích về quê lắm, rau rác gì thiên nhiên không à. Đó, cỏ dồi nha, mình hái cỏ dồi. Cỏ dồi đó, cỏ dồi nó ra cái màu đẹp lắm, cái màu nâu đỏ đỏ tím tím như là cái màu nước xanh của mình mua trong tiệm thuốc bắc vậy đó. Quý lắm nha các bạn.
thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta những cái loài rau, những cái loài thảo dược rất là quý hiếm mà chúng ta không biết tận dụng để bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Bởi vậy có người nói là người Việt Nam của mình là ngồi ở trên một đống thuốc luôn. Đó, xa xa là mông ngọt nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm mía lao, mía lao nha. Đó, nhà vẫn còn giữ lại bụi mía lao nè. Xong rồi các bạn thấy nó cao, chót chót luôn á, cái mình cứ chặt chặt nấu nước uống cái là nó mọc lên, mà tại vì mùa khô nè nên nhìn thấy lá khô hết trơn. Đây cây mía lao nè, mình quay cho các bạn thấy. Ô, nó dài qua tới đây luôn hết tiệt. Cây mía lao này dài qua tới đây luôn. Ra quay phim tay đó chụp hình một bụi mía, cái mía cái chục thước. Vậy hả? Mà ta mua. Mình giới thiệu với bạn cây mía lao này là cũng như gần cả chục mét luôn á. Như là cái kênh Độc Lạ Bình Dương mà các bạn xem đó, có cây mía lao là trên 10 mét. Và đây, mình giới thiệu đây, một bụi mía lao là có trên là mười mấy năm luôn. Và cây mía lao này các bạn thấy nè nha, bắt đầu mình quay nè, đó, nó dài coi nè, đó, nó qua cây chùm ruột luôn. Đó, cái đọt nó qua tới bên đây luôn. Cây này cỡ 6 mét, cây mía lao này cỡ 6 mét, đó. Nó dài như vậy đó các bạn, còn mấy cái cây kia kìa, đó. Nó cao, nó dài, cây nào cũng khoảng cỡ 6 mét chân. Hết biết cái bụi mía lao này lâu đời luôn các bạn ơi. Đó, nãy chặt đem về. Giờ mình sẽ chặt ra từng cái lóng nhỏ. Mà mía lao này các bạn đừng có thấy mà khô mà không nấu nha. Khô, người ta để phơi khô, nó vàng vàng, người ta nấu ra cái nước vàng cũng rất là thơm luôn. Chứ không có bỏ nha. Chứ không phải chắc nói là khô là bỏ là không đúng, cũng sử dụng luôn được hết á. Đó. Đó, rồi bây giờ các bạn sẽ rửa mía lao nè, lấy miếng cước chà cho nó sạch cái bụi, tại vì cây mía lao này nó lâu năm dữ lắm, nó mấy năm vậy đó, bởi nó phải đóng bụi gì nè, mía thì nó phải đóng vậy. Mía lao các bạn thấy không, lâu năm luôn, có cây là dài 6 mét luôn á, là đúng luôn á, từ gốc rồi mà nó bò dài ngang vậy hết tiếc luôn. Xử lý đang chùi bằng miếng cước rửa chén nè, nó mới sạch nổi. Thank you.
dầu. Bạn thấy cây sả dầu nó cũng dài hết sức luôn. Lấy cọng dài này nấu luôn, rửa sạch rồi nấu luôn. Đó, nó ra cái màu đẹp lắm, sả dầu nó ra cái màu tím tím đẹp lắm. Cho nó gọn nè, lấy lớp nấu luôn, nó ra cái màu đậm. Sả dầu sau chứ. Rồi rửa bên đây. Này là rau chai với là có dồi. Chiết cho hai ca bự đi rồi chiết cho mấy ca nhỏ nha. Nấu xong nè các bạn. Nồi thứ nhất thì được nhiêu nước đây? Cái này là khoảng 6 lít nước. Và bây giờ tiếp tục nấu nồi thứ hai nữa nha các bạn. Hôm nay mình nấu hai nồi nước mát để tủ lạnh để dành uống 2 ngày ở dưới quê. Bây giờ nguội rồi nha, mình sẽ thưởng thức. Ngon quá các bạn ơi. Thơm mà có mía lau á, nó ngọt thâm thanh. Bởi vì mình để mía nhiều lắm, tại vì cả một bụi mía lau lận mà không có tưới nó khô chân, thấy tội ghê luôn á. Thơm mà nó hơi dịu dịu á. Cái mùi lá dứa nè, cỏ dồi thì nó không có mùi lắm, chỉ có màu thôi. Rồi rau chay thì nó cũng không có màu nhiều, nó chỉ là mát thôi. Nên là cái màu hôm nay nó không được đẹp lắm. Bởi vì là mình nấu lá cỏ dồi nó ít. Khi nào mà các bạn nấu toàn bộ lá cỏ dồi xong rồi mấy bạn phải đậy nắp ủ lại á, thì lá cỏ dồi nó mới ra cái màu đẹp. Còn như hôm nay là lá dứa, rồi rau chay, rồi mía lau, rồi cỏ dồi thì ít thôi nên cái màu nó không có đậm lắm. Và còn nóng á, thì cái màu nó vậy đó. Cỏ dồi mà các bạn nấu mới đầu còn nóng ha, cái màu nó xanh xanh vậy nè.
nhưng các bạn đậy nắp để hầm lại, để nguội là dở nắp ra cái màu nó đậm đà đẹp lắm, cái màu tím tím đỏ đỏ nâu nâu. Mát quá. Thì những cái nguyên liệu này kiếm không có khó, thì các bạn đi chợ người ta cũng có bán nhiều lắm, hoặc không thôi thì mình vào những cái khu vườn thì mình kiếm tìm để nấu. Thật ra nhiều khi bận công việc rồi các bạn bỏ qua, mình cũng bỏ qua, rồi không có chú ý nấu những cái loại nước mát giải nhiệt trong cái mùa nắng này. Rồi nhiều khi là nóng khô môi nước nẻ hết, rồi nhiều khi sốt nữa, rồi giật giả đó, nó tổn hại đến cơ thể dữ lắm các bạn. Nên các bạn hãy cố gắng ha, mình làm siêng chút xíu đó, làm siêng chút xíu, đi kiếm, đi tìm, đi mua về rồi nấu, rồi chiết ra chai lọ để trong tủ mát để dành uống, rất là tốt cho sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ kênh Trần Chương. Và mong rằng trong thời gian sắp tới các bạn thường xuyên xem những video clip của kênh Trần Chương nhé.